Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kè. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Adam and Eve. Thì trên này nó ghi là Adam and Eve 5 nhưng mà mình không biết phần này là phần nào luôn. Mình chơi cái 6-7 luôn rồi thiệt tình. Thì ok, thì mình với bà Eve đang sống hạnh phúc không? Thì có một hôm là bà bị bắt cóc. Bà bị một bọn dân làng nào đó, buôn làng nào đó bắt cóc. Bộ cọc chứ, quên. Bị bộ cọc bắt cóc nên là bây giờ là mình phải cuốn gói không? Đến nỗi mà không kịp mặc hai cái quần để mà đi cứu, mà phải cuốn mấy cái lá lại để mà đi cứu bà Eve. Ê, thật là khó khăn quá đi. Bây giờ là mình phải làm sao đây? Ủa sao bây giờ mình đu cái con khủng long ba sừng này chi vậy? Để mình coi thử coi, bây giờ mình sẽ lít vô. Ủa có cái trái. Không biết con này là động vật ăn thực vật nè, ăn thực vật nè, mà không hiểu là sao nó không ăn cái này ta. Ủa có cục đá hả? Wow. Rồi nó cũng không ăn luôn. Vậy là chắc phải là biết rồi, thề nha, mình nhớ lại là con này là cái con mà sợ chuột. Nó bự như voi vậy mà nó sợ con chuột mới ghê chứ. Ai đấy? Nó có bộ quần áo nè. Nó đang còn sống. Nó đang buồn ngủ rồi nên là bây giờ mình sẽ quạt. Quạt cho nó ngủ nè. Vãi chấn lột quần áo luôn. Nani. Ôi nó lòi ra cái cục gì cơ mọi người. Nhúng cái hòn quá. Bây giờ mình phải đi vô thôi. Vô nhà này chi ấy, cái gì vậy? Sao cái chí tôi, cái tôi có làm gì đâu, tôi lỡ tôi vô nhà ông thôi, ông làm gì ông phải quýnh tôi ngộ nhỉ. Bây giờ phải làm sao để nó khẩu quýnh mình đi coi. Có luôn hả, vỏ chuối hả, nọ đi rồi gì nữa. Chô cha cú súc, trời ơi súc quá chuẩn luôn. Xuống một phát trúng ngay đầu kia chưa giỏ túi. Chạy lại chưa giỏ túi, chưa giỏ chuối cái chết luôn. Ấy con nhện. Bây giờ phải làm sao để quạt. Ok rồi, hèn quá, xuống được luôn rồi. Ở đây có một cái chìa khóa nè, nhưng mà chắc là mình phải không được. Hiểu rồi, mình phải đứng đây để mà khi mà mình đập cái này chìa khóa nó phải rớt xuống mới được, mới đúng. Khó thế. Ấy, trời ơi, cuối cùng cũng qua được. Mừng gì đó. Bây giờ cái theo như cái kia này nè, là cả hai nó đều xoay qua bên phải, thì bây giờ mình phải làm sao để mà nó xoay qua bên trái nè. Ok, được một cái qua bên trái rồi. Bây giờ mình phải lại đứng ngay chỗ này mới được. Ok, yes. Rồi sao ta? Hiểu rồi. Khi mà mình ra khỏi chỗ này thì chắc chắn chỗ này nó sẽ quay lại, nên là mình phải chặn lên nữa. Đấy, rồi kiếm cái đường cầu thang đi lên. Yes, chuẩn không cần chỉnh luôn. Ý, anh này bây giờ giống được hay giống cái đây? Hồi trước tôi gặp anh, không biết hôm trước tôi gặp cái con nào hay là cái thằng nào mà nó có nguyên cái lông mi bự, lông mi dài thon lon luôn. Vãi. Lấy lá cây nó ra nó khóc mới ghê chứ, thiệt tình. Hiểu rồi. Đấy, cái hạt đậu thần kỳ mà, cái gì cũng phải mọc nhanh thật. Ông chích nữa chứ. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Lấy mấy cái này nè, rồi lấy cái này đập nhuyễn ra nè, rồi múc nước nè, rồi bỏ vô nè, rồi có cục xương như này nè, để làm gì nhỉ? Lipo. Dẻo hoa ra cho con ông nó đụng vô đó mới Holy shit, cái gì vậy? Tự nhiên mới vừa đang đi xong rồi nhưng bị ăn thịt là sao? Gặp thêm con ong ngay chỗ này nữa chứ. Ok, hay quá, con ong nó sợ. Yeah, hay quá. Tự đâu nó cứu mình ai về, nó không có chung phe với ai cả. Nó chích con này xong cả gì cổ nó nằm đó, xong mình đi ngang qua nó cũng không cho mình đi luôn, cái thứ gì á. Mày hả, bưởi ngon mày đi, đúng không? Easy. Ok, đập bể ra nè. Đấy. Ủa sao không nở hết trứng ra chứ, bay kia đó sao lấy đường trời. Mà chưa thấy con nào mà nó nở ra mà lông lá nó đầy đủ kìa. Rồi gì nữa? Phải đốt lên ha. Nó nạn ý. Bây giờ đi cứu hay là bây giờ đi ngủ vậy trời? Không hình dung được luôn, giờ đi cứu hay đi ngủ đi, không biết nữa.
nó vẽ theo cái đường này thì bây giờ mình phải sắp xếp cho nó đúng nè. Đầu tiên là đi như thế này, và tiếp theo là đi lên như thế này, và đi lên như thế này, và cuối cùng là cái này. Yes, hay quá, lấy được cái cây này rồi. Ý, bẻ ve nè đúng không? Trời, sao có ở đây nhỉ? Trời, có luôn hả? Vãi chưởng, pepper là hạt tiêu nè. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cái pepper này để mình. What? Nó lấy hạt tiêu nó sẽ vô bay làm gì trời? Chù cho anh đó. Ôi để mày nó hắt xì nó. Vãi. Ô, đang nằm mơ, bị con khủng long ba sừng đè xong tỉnh thức tỉnh giấc luôn. Rồi. Thiệt tình. Bó tay thì chứ. À bây giờ mình phải nhờ cái con hải ly này để mà mở cánh cửa nè. Ồ chuẩn thì chứ, con hải ly nữa đúng, nó biết cái chìa khóa nó như thế nào để mà nó mở luôn, nó làm ra được chìa khóa y chang. Ghê thật. Ồ, cái con khủng long này nhỏ nè. À nó mở mắt lên nó vẫn thấy cái này nên là nó còn nó ngủ tiếp, nên là bây giờ mình phải giấu cái này đi. Đấy. Ok, hay quá là được rồi. Rồi xong bây giờ mình phải lấy cái này xuống cho nó lên lại. Khó vậy chứ. À, sao ta? Ồ, có một cái quả trứng nè. Bây giờ mình phải làm sao để mình lấy quả trứng này mình bỏ vô trong này để mà con chim này nó bay về cổ. À, nó đang giữ cái chìa khóa. Ok. Một cái đùi heo cho mày. Này. Đó. Easy, không? Easy. Cũng được. Đó. Có khả năng là mấy cái đứa này nó bắt cóc cái bà Eve của mình nè. Bây giờ là mình phải cải trang thành nó hả? Ờ thiệt luôn nè, mình phải cải trang thành nó nè. Đấy, chặt bực bực. Rồi gắn lên. Ok, hay quá, chưa gì mọc được hai cái sừng luôn rồi. Không cần cắm luôn. Hay quá. Ấy thằng này bạn. Ôi thằng bên này nó cũng có đứa hai sừng, cũng có đứa một sừng nè. Vãi vậy. Ở taxi luôn. Level 5 à, nó phải cần EV 5 hả? EV 5 chứ phải level 5 nha, mình lộn. Nó cần một cái cục xương, một cái đầu sọ và một cái xương cục. À không phải xương cục, này là gọi là xương bánh chè phải không ta? Mình quên mất cái coi là cái này gần ngay cái hé. À, có nè một cái. Oh, có cái bộ xương này luôn, hai cái. À rồi, thấy luôn cái xương này luôn rồi. Yes, hay quá. Và sao nữa? Ok, hay quá. Ơi, thời chung thời 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 xưa cũng có cái các taxi nữa chứ, kinh thật. Ấy, tới luôn rồi. Ấy, tới luôn rồi nè. Bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thể giải thoát được cái bà Eve nè. Ồ, coi mặt bả đúng bù luôn mà sao bà, ủa sao bà Eve này mập dữ vậy ta? Mình nhớ cái bà hồi nãy trên lúc đang nằm mơ nó đâu có phải vậy. Có gì điều gì đó nó sẽ sai nè. Nhưng mà thôi kệ, cũng phải cứu thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ làm sao để mà mình có thể thoát ra được cái chỗ này. Ồ. À hiểu. Đấy. Không làm cái mặt kiểu gì vậy trời. Cái mặt kiểu gì đấy. Hù nữa chứ. Quái đản thật. Ok. Hù xong ổng cũng ổng quéo luôn, quéo cần câu luôn, thiệt tình. Yes, hay quá, cuối cùng cũng đã cứu được bà về môi bự như vậy. Trời ơi, hạnh phúc ghê luôn á. Ôi ôi, hạnh phúc cực kỳ luôn. Ok. Yes. Và cuối cùng mình cũng đã hoàn thành, mình cũng đã giải cứu được bà Eve khỏi cái bộ cọc kia rồi. Thì hai ông bà sẽ hạ sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời thôi. Rồi thì ok, thì mình sẽ dùng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.